Đây là nu vẽ chứ làm gì mà có nu chân chó với chân mèo ở đâu ra. À, một cái comment rất là thú vị. Xin chia sẻ với bạn là như sau. Tất cả những cái phần nu này, chun này và những cái vân ở trên bộ bàn ghế này thì khẳng định với bạn 100% đây là nu hoàn toàn tự nhiên, nó mới có giá trị. Tại sao lại có thể phân biệt được là nu tự nhiên? Thứ nhất là khi mà chúng ta làm thì chúng tôi đã phải cạo nạo cái phần PU này ra để sau đó là chúng tôi còn tẩy và còn phun lại, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là bằng mắt nhìn thì các bạn nhìn ở những cái phần nu này, phần vân này, các cái vân và các cái nu như này nó không có bất kỳ một cái quy tắc nào. Nếu như chúng ta vẽ vân thì chúng ta chỉ vẽ được theo các cái quy tắc hình xoáy hoặc là hình tỏa thôi. Còn tất cả những cái chân nu này nó không hề có bất kỳ một cái quy tắc nào. Cho nên là nếu như mà bạn mà thực sự mà ngồi để mà vẽ được cái phần nu giống như là cái xoáy như này thì đúng là siêu cao thủ, mình cũng phải chịu thua bó tay. Thế còn lại thì ở trên cái bộ bàn ghế này thì các cái vách này đó, các cái vai này, các cái ván này, nó đều có những cái phần nu rất là xoắn, rất là cầu kỳ, rất là lăng nhăng. Bởi vì nu nó luôn luôn là như thế. Thì bạn khẳng định là nếu như cái này mà là hàng vẽ thì mình sẽ mời bạn đến đây cùng cầm những cái cây đục, cầm những cái cây nạo để nạo ra. Và nếu như mà không phải hàng vẽ thì bạn vui lòng là bê bộ bàn ghế này về. Còn nếu như mà chúng tôi mà sai đó, mà lại đây lại là hàng vẽ thì tôi cũng biếu bạn hết cả cái bộ này để bạn đem về nhá.